Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình hướng dẫn tất cả mọi người cách điền thông tin thuế Hu Hóa Sen. Các bạn sẽ đăng nhập vào Hu Hóa Sen, đăng nhập vào tài khoản, sau đó vào mục thanh toán. Trong mục thanh toán, các bạn vào chế độ cài đặt. Trong chế độ cài đặt, các bạn chú ý này. Khi điền thông tin, các bạn sẽ lấy thông tin mà trước đây các bạn đã điền này. Để dễ thấy, mình sẽ nhân đôi tam lên. Mục đích là mình giữ lại cái thông tin địa chỉ mà trước kia mình đã kê khai đây. Ok. Đây, các bạn bắt đầu nhé. Vào phần thông tin thuế Hoa Kỳ này. Rồi. Quản lý thông tin thuế. Vào thông tin thuế. Ok. Đăng nhập. Có lẽ là các bạn chỉ cần làm theo mình thôi, bởi vì là mình đã làm đến tài khoản thứ ba rồi. Cá nhân này. Bạn có phải là người cư trú tại Hoa Kỳ không? Tất nhiên là không rồi. Đây, biểu mẫu là biểu mẫu cá nhân này. Dưới là biểu mẫu doanh nghiệp. Mình sử dụng biểu mẫu cá nhân. Ok. Phần điền thông tin này thì các bạn chú ý này. Tên cá nhân là sẽ là cái tên mà mình đã đăng ký cái tài khoản ASEAN này, chứ không phải là tên của mình hay là tên như thế nào đó. Bởi vì là mỗi một người thường thường thì có 1, 2, 3 tài khoản Hu Hóa Sen. Nên là cái việc nhớ thông tin tên thì nó rất là khó. Và chú ý là phải đúng cái tên mà tài khoản của mình đã đăng ký. Tại tay này, tôi copy cho nhanh. Đổi thành không dấu hết nhá. Okay, dòng này bỏ qua, quốc tịch Việt Nam. Ok, hai mục này cũng bỏ qua. Rồi, tiếp theo đến phần địa chỉ. Địa chỉ thì ta cũng copy Đình Đông này. Địa chỉ một Đình Đông này. Đình Đông này. Ok này. Mình ghi địa chỉ thứ hai là Đông Hải này. Ok này. Đông Hải này. Các bạn chú ý nhá. Thành phố này. Này. Phố này. Lê Trân này. Phòng. Ok. Mã bưu điện này. Rồi. Mình đánh dấu đây này, đánh dấu cả đây đi. Chuyển tiếp nhé. Rồi, tiếp theo này, hiệp định thuế này. Bạn có đang yêu cầu không? Bạn có đang yêu cầu. Tiếp theo này. Ok. Biểu mẫu này. Biểu mẫu này là họ gửi cho mình để mình đọc đây. Chữ ký này. Chữ ký là giống với cái chữ ký mà trên đấy nha. Đào Thị Thanh. Thanh này. Tôi là người. Biểu mẫu này. Ok này. Tiếp. Hoạt động và dịch vụ thực hiện ở Hoa Kỳ không nhé. Xác nhận này. Bạn đang cung cấp, tôi đang cung cấp, ok. Ok, thế là cuối cùng là gửi. Rồi, vậy là biểu mẫu gửi quản lý thông tin thuế của Hu Hóa Sen đã được thành công.
Các bạn sẽ phải vào mail để mình check. Đây rồi, thông tin thuế đã được phê duyệt. Ok. Xin một lần nữa gửi lời chúc tới tất cả mọi người sẽ bội thu trong cái lĩnh vực YouTube.